Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm rau câu xoài nước cốt dừa nha. Đây là những thành phần nguyên liệu của mình nè. Mình sử dụng bột rau câu này nè. Và mình theo cái hướng dẫn ở đằng sau đó. Đây là cách chỉ dẫn đằng sau nè. Mình coi cái phần mà phần bên đây nè các bạn. Nhưng mà mình sử dụng có 1/3 gói thôi nha. Nếu mà bạn nào ăn nhiều thì các bạn có thể sử dụng nguyên gói luôn nha. Đường thì mình sử dụng 60g thôi nha. Một gói rau câu như vậy 10g thì mình đã lường rồi. Thì mình lường được là 3 muỗng rưỡi cà phê. Bây giờ mình sẽ lấy ra là 1 muỗng và 1/8 muỗng cà phê gạt ngang nha. Các bạn lấy gạt ngang cho mình nha. Đây, gạt ngang, không phải vung nha, gạt ngang nha. Một phần tám muỗng cà phê gạt ngang. Rồi, mình sẽ trộn đều những hỗn hợp rau câu và đường. Để khi mà mình nấu thì nó không có bị đóng cục nha. Bây giờ đường và rau câu của mình đã trộn đều rồi nè. Sữa thì mình cần 350 ml. Nước cốt dừa mình cần 150 ml. Đây là lượng sữa và lượng dừa của mình, đúng 500 ml nè. Bây giờ mình sẽ bỏ sữa và nước cốt dừa vào cái nồi nha. Và bây giờ mình sẽ bỏ đường và có trộn rau câu trong đây nè, mình bỏ vào nước cốt dừa và sữa nha. Và mình quậy, vừa bỏ vừa quậy nha. Nếu mà bạn nào mà có thời gian á thì các bạn sau khi quậy đều á, các bạn để yên như vậy nè 15 phút thì tự nhiên á, là cái rau câu của mình nó nở. Khi mà mình bỏ lên mình nấu lẹ lắm. Còn mà bạn nào không có thời gian á thì bạn cứ để lên cái lò và quậy luôn, vừa nấu vừa quậy cho nó tan á. Mình bắt lên bếp nấu ở lửa trung bình nha. Các bạn quậy cho tới khi nào mà các bạn thấy cái rau câu nó tan hết là được nha. Bây giờ các bạn thấy cái sữa của mình nó đã sôi rồi nè, thì mình dặn lửa nhỏ lại nha. Nè, bây giờ mình đem lên cho các bạn xem nè. Đó, các bạn thấy không, nó còn cái trắng trắng nè. Đó, coi như là cái rau câu của mình nó chưa có tan nha. Đó, các bạn thấy cái trắng trắng không, trắng trắng mà trong trong đó, đó là rau câu đó. Bây giờ mình tiếp tục mình để lửa nhỏ và mình quậy nha. Quậy cho khi nào mà mình dở lên mình không có thấy cái trắng trắng chấm chấm là rau câu tan hết nha. Bây giờ hỗn hợp sữa của mình và nước dừa đã tan hoàn toàn. Đây, không còn cái chấm trắng trắng nữa. Mình lưu ý với các bạn là để cái công đoạn mà cuối cùng á, khi mà cái này nó sôi lên rồi đó, thì các bạn dặn lửa thiệt là nhỏ và liên tục quậy cho tới khi nào mà nó tan hoàn toàn là được nha. Rồi bây giờ mình tắt bếp. Cái loại rau câu này nó rất là mau đông lại cho nên mình phải đậy nắp. Xoài, các bạn sử dụng trái xoài nhỏ thôi nha, tại vì mình làm liều lượng ít á. Và mình sẽ đi gọt xoài ha, mình rửa cái vỏ rồi mình sẽ đi gọt nha. Rồi bây giờ mình đã rửa sạch rồi nha, mình gọt. Cái này là các bạn đừng có xé nha, mình phải gọt. Tại vì mình chỉ cần hai cái má này thôi. Cái má này nè. Tại vì giờ mình làm ít á, mình sử dụng một bên trước nha. Mình gọt vỏ. Rồi, bây giờ mình gọt một bên rồi nè. Cái bên này mình chưa có gọt. Chừng nào thiếu mình mới gọt thêm nha. Rồi. Để xát cái hột ha. Mình gọt. Mình lấy một bên má trước nha. Đây, bên má. Thì bây giờ mình sẽ cắt cho thiệt là mỏng nha các bạn.
nè, cái bạn cắt cắt mỏng mỏng vậy cho mình nha, đó đừng có quá dày nha, tại vì mình dày quá khi mình đổ thì nó sẽ rớt ra. Mình sử dụng cái khuôn, các bạn lựa cho mình cái khuôn mà nó có cái cong cong ngay ở ngoài đây nha, và ở trong đây nó phải bằng, thì khi mà mình đổ rau câu lên thì nó sẽ đẹp nha. Bây giờ mình sẽ sắp xoài lên. Bây giờ mình đã sắp xoài vào khuôn rồi nè, các bạn nhớ đè cho mình nó sát thành khuôn nha, và các bạn đừng có để mấy cái xoài này nó sát nhau quá, tại vì mình cần phải có chỗ để cho rau câu vào á, thì cái xoài mình nó sẽ không có bị rớt ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ để rau câu vào, mình đậy nắp lại cho cái rau câu nó đừng có bị đông á các bạn. Nếu mà các bạn mà thấy cái rau câu bị đông thì các bạn nấu sơ sơ cho nó loãng ra rồi mình mới đổ nha. Rồi các bạn đổ từ từ cho mình nha, đổ vừa đủ ngập cái xoài thôi. Chỉ là cái lớp đầu tiên thôi, để cho cái xoài nó đừng có bị nổi lên đó. Rồi mình thấy cũng được, khoảng chừng 10 giây là nó đặc rồi đó các bạn. Đó các bạn thấy không, hơi hơi đặc rồi nè. Rồi khi mà mình thấy cái xoài nó không có nổi á, và mình đổ tiếp nha. Cho các bạn thấy không, nó rất là mau đặc. Có bị rớt xuống không? Không có các bạn ơi. Rồi xong, mình để tiếp tục, mình để cái này hình dọc. Cái này không đủ, mình để cái này vậy đi. Rồi mình sẽ đổ một lớp nữa nha. Đổ cái này đó là phải nó hơi nóng, tại vì mình đổ mà nguội quá đó thì cái xoài của mình nó sẽ không có dính rau câu đâu nha. Nếu mà cái phần này nó đặc quá thì mình phải nấu lại nha các bạn. Rồi mình sẽ để cái lớp thứ nhì. Rồi mình đổ luôn. Rồi bây giờ mình đã đổ xong rồi nè, mình sẽ để cho nó nguội và mình sẽ bỏ vào tủ lạnh mát một tiếng đồng hồ ha. Với cái liều lượng này đó thì mình sử dụng là ít hơn nửa trái xoài đó các bạn, nửa trái xoài nhỏ. Đây là cái phần dư lại nè. Đó. Rồi, mình gặp lại các bạn sau nha. Bây giờ rau câu của mình đã để trong tủ lạnh đã hơn một tiếng rồi nè các bạn. Và mình ụp ngược lại cho các bạn xem nha. Đây. Bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Rau câu của mình nhìn hấp dẫn hen, mình sẽ cắt ra cho các bạn xem ha. Nếu mà bạn nào mà có cái khuôn mà hình chữ nhật á, thì các bạn làm đẹp hơn đó. Mình có cái khuôn hình vuông thì mình xài hình vuông. Nói chung là các bạn có khuôn nào xài khuôn đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra. Để mình để gần cho các bạn xem nha. Đây.
Nhìn ngon hen. Mình mong rằng các bạn làm thử nha. Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kỳ tới.